cho các bạn. Trong video này mình sẽ tổng hợp lại hai phương pháp để làm giảm cái điện áp và công suất ngõ ra của nguồn LED driver nha các bạn. Đây, các bạn nhìn cho mình nè. Với cái mục đích đó là làm cho cái đèn LED trong gia đình, ví dụ như các bạn xài một cái đèn LED LED bulb đi, hoặc là tiếp LED 8 á, các bạn xài nó, các bạn khi mà các bạn nó hoạt động á, nó sẽ sản sinh ra nhiệt nha các bạn. Thì mục đích của mình á, làm cho cái đèn, cái chip LED bên trong nè, nó sẽ mát hơn nha. Nó nói chung là cái dòng điện á, cái công suất của nó á, nó sẽ giảm xuống để cho cái chip LED á, nó ít nóng hơn, và đồng thời cái độ bền của đèn LED này á, nó sáng lâu hơn nha các bạn. Chứ nếu mà được các bạn để, tại vì người ta chế tạo á, cái bộ nguồn LED driver cung cấp cho cái module LED như thế này nè, đa phần là công suất khá lớn nha, nên nên cái tuổi thọ đèn LED đó các bạn, cụ thể là tuổi thọ bằng chip LED này á, nó rất nóng, nó có tản nhiệt không tốt với các bạn, nó rất màu hư ha. Thì cái mục đích của mình á, mình để mình giảm cái điện áp, đồng thời giảm luôn cái công suất của nguồn LED driver cung cấp cho cái bo LED này các bạn. Còn cái vấn đề thứ hai á, là cái nếu mà các bạn ở trong nhà các bạn á, có cái nguồn LED driver mà cung cấp cho cái đèn khoảng 18W giống như đèn tip LED á, hoặc là đèn LED bulb á, lớp 30W đi, mà các bạn có một cái đèn LED 9W. Đây là các bạn, mấy cái đèn LED 9W này nè, bên trong nữa các bạn. Mấy đèn LED này á, các bạn muốn độ chế lại, hoặc là các bạn muốn lấy cái bo nguồn LED driver của cái mấy cái đèn LED á, công suất lớn á, các bạn độ chế cho để cung cấp cho mấy cái đèn LED á, công suất nhỏ hơn, thì các bạn cũng áp dụng cái phương pháp và làm giảm cái điện áp và công suất của nguồn LED driver nha các bạn. Đây là mình lấy ví dụ là cái nguồn LED driver của bạn á, dùng cung cấp nguồn 18W, các bạn cấp dùng nguồn đèn 9W là các bạn độ chế được luôn nha. Rồi trong video trước các bạn, mình đã nói về cái sơ đồ nguyên lý nha các bạn. Đây là cái sơ đồ mạch nguyên lý bỏ vẽ từ cái bo nguồn LED driver trên thực tế nha. Cái bo nguồn LED driver rất giống nhau nha các bạn. Nó xài chung với cái đèn LED tiếp LED 8 nè, LED bulb nè, hoặc là LED âm trần á, các bạn mở ra đều là cái cấu tạo là y hệt như thế này nha các bạn. Thì mình nói chung mình vẽ chung ra như vậy. Mình sẽ có hai cách ở đây nè các bạn. Cái cách thứ nhất á, mình sẽ tháo bỏ con đi chở RS2 ở chân số 8 của IC nha các bạn. IC này IC nguồn xung nha các bạn. Đây, cái vị trí của nó là cái con RS2 nè các bạn. Đây chính là cái vị trí, cái chân CS của là chân số 8 của IC này á, nó sẽ mắc hai con điện trở trị số nhỏ nha, R1, R2 hoặc là giá trị rất nhỏ, nó mắc song song nhau các bạn. Thì các bạn tháo trên mạch, các bạn nhìn trên đây nè, nó sẽ có hai con điện trở. Đây nè các bạn tháo một con ra cho mình nha. Đây chính là cái con RS2 nha các bạn. Còn cái cách thứ hai á, để mà cái giảm sâu cái điện áp từ khoảng 200 mấy chục vôn á, các bạn còn xuống khoảng 30-40 vôn á, thì các bạn tháo bỏ cái con điện trở R2 ra nha các bạn. Đây là nối chân số 2 của IC. Đây, con đây là chính là cái con điện trở R2. Trường hợp này á, là các bạn phải giữ nguyên hai con này nha các bạn. Thì các bạn giữ nguyên trả lại tình trạng ban đầu á, là các bạn tháo bỏ này R2 này ra là ok ha. Sau đây mình sẽ thực hành cho các bạn thấy cái điện áp nó giảm ra như thế nào nha các bạn. Rồi, ở đây mình có một cái bo nguồn LED driver nha các bạn. Full linh kiện, đầy đủ linh kiện hết nha các bạn. Đây. Đây là con IC nguồn xung ha. Ở trên đây có hai con điện trở RS1 RS2 nha các bạn. Và có một cái con điện trở nối chân số 2 của IC nguồn xung ha, xung mát. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình thực hành đo điện áp nha các bạn. Rồi trước khi mà mình thay đổi mấy cách 1 cho cách 2,
như thế nào ha. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái dây viên nguồn AC các bạn, cái đầu cắm nè 220V ha, cái dắt cắm bình thường và một cái đầu nối nhanh thì các bạn kẹp vô, các bạn cấp nguồn vô nha các bạn. Mình sẽ dùng một cái đồng hồ, mình vặn cái thang đo khoảng 1000V nha các bạn. Mình đo cái điện áp đầu tiên là trước khi thay đổi nha các bạn. Rồi, que đỏ của đồng hồ á, thì các bạn cứ cặp vô cái chân dương của mẫu ra của nguồn led driver, que đen cặp vô chân âm. Nói chung cái cách đo này rất đơn giản nha. Đây các bạn, mỗi cái đầu ra của nó sẽ có hai chân âm dương. Để cấp nguồn cho cái module led á thì mình cặp vô que đỏ là vô chân dương nè, chân dây đỏ nè, que đen vô dây âm thôi nha các bạn, dây đen ha. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình đo cái điện áp ban đầu của cái bon nguồn led driver coi nó ra bao nhiêu nha các bạn. Rồi các bạn, sau khi mình đã cấp nguồn vô cái bon nguồn led driver này á thì mình đo được cái giá trị của nó là khoảng 273V không tải nha các bạn. Mình lấy hai giá trị 274V không tải nha. Cái chế độ không tải á, cái nghĩa là chế độ mà mình chưa mắc cái module led này vô nè các bạn. Các bạn tháo cái module led này ra ha, chế độ không tải của nó. Khi mà bạn mắc vô thì cái điện áp này, điện áp rơi trên cái này nó sẽ giảm xuống nha các bạn. Nói chung nó gây sụt áp các bạn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ tắt nguồn đi nha các bạn. Mình giật cái phích cắm ra ha. Đồng thời mình sẽ tiến hành bước 1 là mình tháo bỏ cái con điện trở RS2 chân số 8 của IC. Đây, vị trí con RS2 nha các bạn. Coi nó giá trị thay đổi bao nhiêu nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ ghi cái giá trị là V lúc V đầu á, mình ghi là V là V in nha các bạn. Vị trí V1 ha. Vị trí V1 của mình là cái giá trị hôm nay mình đo được là 274V. Là V1 nè bằng 274V. Tức là cái giá trị ban đầu á mình đã đo được nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành cách 1 ha, mình tháo bỏ cái con điện trở R2 nha các bạn. Coi nó thay đổi bao nhiêu volt ngõ ra nha các bạn. Đây mình sẽ dùng máy khò ha. Mình sẽ bật cái máy khò lên. Sau khi các bạn bật máy khò lên, các bạn cho nó chờ cho nó nóng một chút xíu nha các bạn. Đây mình sẽ tiến hành mình tháo cái con RS2 chân số 8 của IC nha các bạn. Đây con vị trí con này nè, mình tháo ra mình đo điện áp lại nha các bạn. Cái trường hợp này các bạn nhớ các bạn bỏ cái linh kiện vô một cái chỗ nào đó nó giống như hoặc là vô bằng kem giấy á, chứ thôi nó bay nó rớt mất nha các bạn. Rồi tí nữa các bạn hàn lại nha. Rồi ra các bạn, rất nhanh nè. Đây các bạn, đây vị trí con điện trở hôm nãy mình mới lấy ra. Rồi các bạn bỏ vô một cái hộp nào đó, hoặc là các bạn để riêng ra ngoài, tách riêng ra, đừng để cho rớt nha các bạn. Tí nữa mình sẽ gắn trả lại. Rồi, sau khi các bạn tháo con RS2 ra, các bạn để cho nó nguội xíu nha. Rồi các bạn tiến hành đo điện trở, đo điện áp ngõ ra coi nó ra bao nhiêu nha các bạn. Thì các bạn cũng dùng một cái dây như hôm nãy, các bạn cặp nguồn vô ha, các bạn thay đổi xem coi cái giá trị bao nhiêu nha các bạn. Các bạn nhớ kẹp chắc chắn nha các bạn, không thôi nó bung ra ha. Cái giá trị của mình đó, mình vẫn để 1000V nha các bạn. Mình coi cái giá trị đo được á, nó thay đổi bao nhiêu ha. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn vô nha các bạn. Cắm vô cái ổ cắm AC 220V ha.
Rồi các bạn thấy không? Cái giá sau khi mình cấp nguồn vô, cái giá trị của mình là đo được 156.57V nha các bạn. Ở đây các bạn có thể thấy sự thay đổi không? Đây là cách thứ nhất ha, mình tháo bỏ con RS2. Mình đo được cái giá trị mà sau khi tháo cái con RS2 á, cái V của mình tạm gọi là V2 nha các bạn. V2 là cái áp ngõ ra không tải. Nó sẽ bằng 157V. 157 nè. Đây giá trị 157V nha các bạn. Đây. Đây á là một cái cách thứ nhất nha các bạn. Thì cái các bạn nhìn thấy cái độ thay đổi giá trị điện áp của mình á là tầm khoảng 120 mấy V nha các bạn. Tầm khoảng 110 mấy hoặc 120 V. Trường hợp này á các bạn áp dụng cho cái trường hợp mà làm cho cái đèn led ít trong hơn nha các bạn. Và nó sáng bền hơn ha, sáng lâu hơn ha các bạn. Nó ít bị chết chip led hơn nha các bạn. Đây là cái cách thứ nhất ha. Nó sẽ thay đổi điện áp khoảng hơn 100V thôi nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành cái cách thứ hai. Cách thứ hai là các bạn mình tháo bỏ cái con R2. Đây, con vị trí này các bạn. Nó nối chân hai xuống mát ha. Mình sẽ tháo bỏ con điện trở này ra. Để mình áp dụng cái cách thứ hai là mình sẽ tận dụng lại cái nguồn led driver của cái đèn led 18W và cấp nguồn cho cái đèn led 9W nha các bạn. Thì có hai cách này ha. Sau đây mình sẽ tắt nguồn đi. Đồng thời á mình tiến hành trả lại cái con điện trở cái chân RS2 nha các bạn. Các bạn trả lại mặt đó. Mình cũng bật máy khò lên nha các bạn. Các bạn lưu ý cho mình nha, nhiều bạn á trên tụ này á, nó còn tích điện nha các bạn. Các bạn an toàn thì các bạn lấy một cái tư vít các bạn quẹt ha, quẹt cái hai chỗ âm dương các bạn cho nó xả tụ nha các bạn. Các bạn thấy không, nó xả tụ nó nẹt lửa. Không thôi các bạn sờ vô nó hơi bị giật nha các bạn. Thì các bạn chú ý nói chung an toàn điện cho mình thôi. Rồi sau khi các bạn xả điện á, mình sẽ hàn lại cái vị trí cho con RS2 này vô cho nó ra cái điện áp như ban đầu là 270 mấy V nha các bạn. Đây, nó là 274V thôi. Mình sẽ cho một đít mở hàng cho nó dễ hàn nha các bạn. Ở đây mình sẽ gắn trả lại con điện trở RS2. Sau khi gắn xong rồi mình đồng thời mình tháo con R chân số 2 nha các bạn. Đây là con điện trở R ha, R2. Rồi các bạn quan sát cho mình nè. Các bạn hãy nhìn trên bo. Mình đã trả lại cái con RS2 của chân số 8 của IC nha các bạn. Và đồng thời mình sẽ tháo bỏ cái con R2, chính là con điện trở mắc cái chân số 2 nè, xuống mát nè các bạn. Mình tháo điện trở này ra. Rồi sau đây mình sẽ đo cái điện áp nó ra coi nó thay đổi bao nhiêu nha các bạn. Tiếp theo mình cũng dùng một cái dắt nối nhanh nha các bạn. Mình kẹp vô để mình đo cái điện áp nó ngõ ra thôi. Của bộ nguồn led driver sau khi mình tháo con đi chở R2 ra được khoảng bao nhiêu nha. Các bạn không biết gì thì các bạn cứ đo điện áp ở cái thang đo 1000 mv cho mình luôn nha các bạn. Rồi các bạn cứ giữ nguyên cái thang đo lúc đầu
Thì sau đây mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn vô nha. Mình các bạn để, nhìn để ý coi cái đồng hồ này nó báo chỉ số bao nhiêu nha các bạn. Rồi các bạn thấy không? Cái giá trị của mình là đo được là chỉ có 36 VDC thôi nha các bạn. Cái mức giảm này là mức giảm khủng luôn nha các bạn. Cái lúc đầu của mình á, nó giảm được 200 mấy chục V luôn nha các bạn. Lúc đầu điện áp với 274 V, nhưng mà về sau á, mình giả sử nha, cái điện áp V này V2' đi. V2' của mình á, các bạn đo được là một chỉ có 36 VDC thôi. 36 V nè các bạn. Đối với trường hợp này là nó điện áp nó rơi giảm rất nhiều nha các bạn. Nó giảm 200 mấy chục V luôn nha các bạn. Thì đây á, các bạn có thể dùng áp dụng cái cách này, tháo R2 nè các bạn. Tháo cái con R2. Trong cái trường hợp mà các bạn muốn lấy cái nguồn led driver của cái đèn công suất lớn á. Nè. Để mà các bạn độ chế trong cái mạch nguồn đèn led driver công suất nhỏ hơn nha các bạn. Biết mình ở đây ví dụ là khoảng 18W. Hạ xuống còn 9W thôi nha các bạn. Là cái mức điện áp khủng luôn nha các bạn. Nó tóm lại đây là hai cái cách này, hai cách hiệu quả. Để mà các bạn độ chế cái nguồn led driver của mình theo ý muốn nha các bạn, làm giảm cái điện áp công suất. Tại vì cái công điện áp các bạn, điện áp mở ra nó giảm thì công suất nó giảm theo nha các bạn. Theo công thức là V sẽ bằng U nhân Y. Ở đây nè các bạn, cái công suất của mình mở ra của nguồn led V nè bằng U nhân Y nha các bạn. Mà cái U á, cái chính là V2 nè các bạn. U nó giảm, chụp cái U nó giảm nè các bạn, thì mở ra V của mình đó, nó sẽ giảm theo nha các bạn. Đây, công suất của nguồn led V nó sẽ giảm theo. Đây, điện áp ra công suất giảm. Trên đây là hai cách mà nhiều bạn đã làm, mình đã hướng dẫn các bạn đã làm thành công nha các bạn, thực hiện ok hết rồi nha. Thì các bạn cứ áp dụng để xem các bạn nằm ở trường hợp nào. Nhưng ví dụ như các bạn muốn là đèn led bền hơn thì các bạn áp dụng cách 1. Còn các bạn muốn độ chế cái nguồn led driver từ cái đèn công suất cao hạ xuống công suất thấp á, thì các bạn áp dụng cách 2 cho mình ha. Rồi, video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì á, các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.